Tôi thích nơi này. Tôi thích nó vì nhiều lý do. Nó yên tĩnh, nó đẹp. Thật là một nơi lý tưởng cho những người có tâm hồn hội họa như tôi. Nhiều khi những họa phẩm của tôi là hậu quả của những gì vừa ẩn hiện. Vâng, những chú vịt thật đẹp, nhưng mà chúng không phải là những đề tài lý tưởng. Ồ, tôi mến tất cả mọi loài vật, nhưng mà tôi yêu mến con người hơn hết, mọi chủng tộc, của tất cả mọi nền văn hóa. Và đó là nguyên nhân chính đưa tôi đến nơi công viên này, vì con người, và đặc biệt hơn là vì các em thiếu nhi. Và vào một ngày đẹp trời mùa hạ, tôi có ngờ đâu rằng một việc trọng đại đang chờ tôi trước mặt. Và sự ái phát xuất tại nơi này. Oka-san. Itadakimasu. Hai, hayaku kaite kinasai ne. Be home early. Cả được bắt đầu khi các em thiếu nhi này đang nô đùa đến công viên. Ồ, chúng trông vui quá, ngoại trừ chỉ một bé. Bé ấy tên Kelli, một đứa bé rất đặc biệt. Và là đứa bé mà tôi muốn đề cập tới. Bé yên lặng, bé mặc cảm. Tôi thiết nghĩ đôi mắt buồn của bé đã nói lên tất cả. Nhưng bé Kelli rất khác biệt, vì bé bị điếc. Ở đây một em bé thích sự vui chơi mà lại cô đơn. Bé bị cô lập giữa một thế giới thực tại. Cô lập giữa những em bé đồng trang lứa và cũng bị cô lập với Thượng Đế. Tất cả bé có chỉ một bà nội ngày đêm làm việc tảo tần để đáp ứng những nhu cầu vật chất hàng ngày. Ngoài ra bé còn có thêm một người bạn nhỏ, ấy là một con búp bê. Ngày Kelly thường lai vãng đến công viên với mục đích tìm cách làm bạn. Đôi khi có một vài đứa trẻ đến gần bé và không nhận biết hoàn cảnh đáng thương của bé. Nhỏ có muốn chơi không? Nó đâu có nghe mình nói nó. Nó bị điếc, thôi kệ cản nó. Thế giới của bé là một thế giới yên lặng, sợ sệt, đầy dẫy sự thành kiến. Thế là thêm một lần nữa Kelly trở nên cô đơn. Một đứa trẻ khác cũng thường lai vãng đến công viên này tên là Anthony. Bạn của cậu này thường hay quấy rầy bé. Bởi vì ham chơi nên con yo-yo của Anthony cứ rớt ra khỏi túi quần của cậu. Bây giờ cậu quyết định đem nó giấu cất đi. Mặc dầu bị điếc, nhưng bé không vì đó mà không thực hiện những điều bé muốn. Bạn của Anthony quấy rầy bé, và bây giờ bé muốn trả đũa. Tiếc thay, Anthony là người bị bé trả đũa, mặc dầu cậu không có nghịch như những đứa khác. Nhưng bé quyết định đem giấu yo-yo của cậu. Sự cô đơn đôi khi gây ra nhiều hành động khó hiểu. Anthony cũng có thể là một người bạn tốt, nhưng thế giới yên lặng của Kelly không cho phép bé làm bạn. Bé không bao giờ muốn bỏ qua một vật gì, đặc biệt là màu đỏ, chiếc xe bắn kem. Để một chút. Nhưng trong khi các đứa trẻ vây quanh chờ đợi, thì Kelly ngồi cô đơn, không thể nghe được sự nhộn nhịp của tiếng chuông xe cà ren. Đợi một chút.
ngồi một mình đã tạo nên một lợi điểm cho sự quấy rầy của bọn trẻ bạn Anthony. Ê, tụi bay, xe tao làm cái gì vậy? Ê, coi chừng. Ê, coi chừng, tránh ra. Mau lên, chặn cái xe lại, xe của tao, mau lên. Kéo con nhỏ ấy ra. Đứng dậy, chạy mau, mau lên. Ồ, bé có sao không? Bình yên chứ? Nó không nghe, nó bị điếc. Người đã kéo bé dậy trước xe kem là Anthony. Nó đã tìm lại nhỏ bạn Clipper và hoàn trả cho bé. Dầu sau thì cậu cũng cảm thấy thương hại cho Kelly. Mặc dầu cậu cũng cảm thấy khó chịu. Dù rằng với cái nhìn thân thiện và một cây kem cũng không thể hòa đồng bé cùng với những đứa trẻ khác, đặc biệt là đối với Butch. Trong chốc lát, bé đã là trọng tâm của sự chú ý. Nhưng rồi cũng giống như mọi lần khác, bé lại cô đơn. Nơi lý tưởng của bé là đại dương, là vùng đá lõm chõm nơi bờ biển. Ở đó bé có thể một mình với những ý nghĩa riêng tư, tránh đi sự giận dữ, tị hiềm của những đứa trẻ khác và đôi khi ngay cả những người lớn. Bé không thể nghe được tiếng sóng vỗ, nhưng bé có thể có cảm giác của những tia nước mạng bắn lên và bé cảm thấy sự thân thiện của thiên nhiên mà Thượng Đế đã tạo dựng. Và tại đây tôi đã gặp bé Kelli. Tiếng kêu phát xuất từ những chiếc lon là khởi điểm của sự quen biết giữa tôi và bé. Kelli thích đạp những chiếc lon cho dù nó không nghe được tiếng kêu, nhưng có cảm giác của sự khác biệt do hành động ấy gây nên. Còn tôi nghe tiếng kêu và cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên tôi đến bờ biển gặp bé lần đầu và mới thấy bé, tôi có ngờ đâu rằng bé bị điếc. Và khi tôi hỏi bé làm gì vậy, thì tiếng nói của tôi không thể được tiếp thu và bảo bé đừng làm vậy thì cũng chẳng có phản ứng gì. Tôi phân vân cho đến khi Robbie chạy lại và cho tôi biết là bé bị điếc. Hồi sớm tôi đã phát ra những truyền đạo đơn cho những đứa trẻ trong công viên và tôi nhớ lại còn dư một tờ. Tôi hy vọng rằng đây có thể là phương cách để bắt đầu câu chuyện. Lỗi lầm của tôi ấy là sự dự đoán rằng muốn cho Kelly giữ tờ truyền đạo đơn thì phải cho bé một cái gì đó. Nhưng mà tờ truyền đạo đơn đâu có ích gì cho một người không biết đọc. Vậy tờ truyền đạo đơn gần như bị mất, nhưng chiếc kẹo thì khỏi phải nói. Có lẽ sự khó khăn lớn nhất chính là sự thiếu đi tình yêu thương chân thật trong đời sống bé. Bé không cần một sự thương hại hay một tờ truyền đạo đơn. Đối với tôi muốn đời sống bé và muốn thế giới yên lặng của bé được đầy dẫy tình yêu thương của Thượng Đế. Và rồi dường như một điều gì làm cho bé phải chú ý, thì ra chính bức họa của tôi đã đập vào đôi mắt bé. Sự mạo hiểm, những hình ảnh, những nhân vật trong thánh kinh và tính tò mò của bé, những nghệ thuật gọi hội họa của tôi làm sao có thể diễn tả cho đầy đủ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của một người tàn tật. Tính nhút nhát của chúng ta khiến chúng ta không có một cảm giác nào đối với họ ngoài trừ sự thương hại. Nếu mà tôi quý trọng Kelly như một con người và có thể hiểu thấu được thế giới của bé, thì trước hết tôi phải gạt bỏ mọi thành kiến và sự suy đoán về bé. Tôi phải gạt bỏ những thành kiến về tính đa cảm của thiếu nhi để đối diện với thực tại. Nói một cách khác, bé không những là một dịp tiện để cho tôi làm chứng về niềm tin của tôi, mà bé còn là một đối tượng của tình yêu thương của Thượng Đế. Đối với Thượng Đế, bé rất đặc biệt và Ngài đã có một chương trình cho bé. Và nếu Thượng Đế muốn dùng tôi như một công cụ để bày tỏ tình yêu thương của Ngài, thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Sự chấp nhận ấy có nghĩa là tôi phải học ngôn ngữ của người điếc, nói chuyện bằng tai. Và điều trước tiên tôi cần ấy là sách hướng dẫn. Nghĩ vậy, tôi bèn đến thăm vị mục sư của tôi và coi thử ông ấy có những sách mà tôi cần chăng. Này John, quyển sách này rất tốt. Cảm ơn mục sư, tôi sẽ gặp lại. Lớp thánh kinh mùa hè sắp sửa khai giảng và tôi sẽ vẽ những bức tranh cho các em thiếu nhi. Vậy ngồi thì giờ ấy ra, trong lúc rảnh rỗi, tôi cố học cho được phương cách nói chuyện bằng tai. Chào
Chẳng bao lâu, các em cất tiếng hát về người trai trẻ giàu có. Và lại một lần nữa, tôi cố gắng dùng khả năng của tôi để chia sẻ tình yêu thương của Chúa đối với chúng. Tôi có ngờ đâu rằng ở đằng xa kia, bác Kelly đang đứng ngắm xem. Bé nhìn nhưng không thể nghe được tiếng nhạc hoặc hiểu ý nghĩa của những bức tranh tôi vẽ hay những lời giải thích của tôi. Thật may mắn cho tôi cũng như cho những đứa trẻ khác là chúng tôi có thể nghe. Đó là một phước hạnh mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Vì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng đức tin đến bởi sự nghe và nghe lời của Thượng Đế. Qua những bài hát, những lời vang, những quả phẩm vân vân. Nhưng đối với Kelly thì làm sao có thể? Ngày kia Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ, tại sao Ngài phải chết? Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn cho chúng ta được cứu và lên thiên đàng. Chúa phải chết trên cây thập tự vì tội của chúng ta. Nơi ấy Ngài bị đóng đinh chỉ vì Ngài yêu thương các em và chính mình tôi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Vài ngày sau, như thường lệ, bé đứng nhìn các em khác đang chơi trên sân và tôi vẽ chân dung của bé. Đối với tôi, khi bày tỏ cảm nghĩ của mình đối với một người nào thì tôi thường dùng quả phẩm. Đôi khi những quả phẩm này giúp tôi tạo được nhiều thiện cảm. Tôi muốn bé hiểu rằng tôi sẵn sàng giúp bé. Tôi thương mấy bé chứ không phải làm cho bé sợ sệt. Nhưng lần này cũng như mọi lần trước, những cố gắng của tôi đều thất bại. Tôi cảm thấy bức quả thứ nhất của mình không được như ý. Tôi có ngờ đâu rằng bé đã nhặt lấy bức họa hư ấy và bé bỏ đi hồi nào tôi cũng chẳng biết. Nếu mà tôi biết thì hay biết mấy. Nếu biết tôi có thể thấy được sự đối xử của Bush và bạn nó đối với bé. Vì biết rằng bé thường thích lui tới nơi bãi biển, nên đó là nơi đầu tiên mà tôi đến mỗi khi muốn tìm kiếm bé.
Nhưng cho dù rằng bãi biển là nơi lý tưởng của bé, vẫn bị quấy rối bởi sự thành kiến của những đứa trẻ khác. Bọn chúng đã cướp và làm mất đi một vật cũ kỹ mà bé rất quý mến, một món đồ chơi, một con búp bê yên lặng giống như bé, không thể nghe hoặc nói, một người bạn duy nhất của bé. Một tuần lễ sau, khi bé đang ngồi một mình, tôi quyết định đi tới với bé và cố gắng thực hành ngôn ngữ bằng hiệu mà tôi đang học. Dĩ nhiên, lúc này tôi mới chỉ biết vài từ ngữ như chào bé và bé mạnh khỏe không. Và đó là lần đầu tiên bé đáp lại một nụ cười thân thiện. Bé thật sự muốn nói bằng cách ra dấu thật nhiều, mà bất hạnh thay tôi chỉ biết có vài chữ chào bé và bé mạnh khỏe không. Nhưng dù sao thì nó cũng giúp được đôi chút. Tôi lợi dụng dịp tiện này để chỉ cho bé một quyển sách nói về sự sinh hoạt nơi công viên gần biển. Chúng tôi đi xin phép bà nội của bé để đưa bé đi xem. Vậy, bạn có thể đoán biết một ngày nơi công viên đã làm cho chúng tôi mệt mỏi. Vậy chúng tôi quyết định kiếm cái gì ăn trước đã. Cũng chính nơi này tôi quyết định thực hiện một sự việc rất đặc biệt, một sự ngạc nhiên. Và những quả phẩm về sự sinh hoạt nơi công viên gần biển không phải là một sự ngạc nhiên duy nhất cho bé, vì tôi cũng đã mua cho bé một món đồ chơi khác, một con búp bê. Tôi không biết bé thích cái nào hơn, con búp bê mới hay là những quả phẩm của tôi.
Thật là một ngày rất dài và cũng là một ngày đáng ghi nhớ cho cả hai chúng tôi. Bé rất trông mong gặp bà nội để kể tất cả cho bà nghe. Có lần tôi đã đề cập với bé về tình yêu thương của Thượng Đế và bé bắt đầu để ý. Tôi bắt đầu học hiệu ngữ một cách hết lòng. Điều này đã làm cho bé hài lòng, nhưng nó không phải là một chuyện dễ học. Vậy tôi trở lại tìm vị mục sư và nhận được một cuốn sách nói về nghệ thuật hội họa liên quan tới Cơ Đốc giáo. Tôi muốn tìm những phương cách bằng tranh ảnh để giải thích cho Kelly, và đây mới chính là một nghệ thuật có thể gây cảm hứng và cảm động, nhưng nó đã không giải thích được thế nào Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Làm thế nào quý vị có thể diễn tả Cơ Đốc giáo qua hội họa? Làm thế nào quý vị có thể diễn tả Đấng Christ? Ngài là Đấng tạo hóa, người ta cầu nguyện cùng Ngài. Sự sáng tạo, đúng vậy, nhưng làm thế nào chúng ta có thể diễn tả được sự sáng tạo? Trước hết tôi vẽ con người. Tôi vẽ họ bởi vì Thượng Đế rất yêu thương họ. Ngài dựng nên con người bởi tình yêu cao quý, và con người có đủ khả năng dùng sự khôn ngoan để tạo nên nhiều thứ. Chúng ta có thể quan sát sự sáng tạo của con người mà có thể dễ dàng hiểu được sự sáng tạo của Thượng Đế. Và với những món cưa, búa, đinh và gỗ, cộng thêm với thể xác và trí tuệ mà Thượng Đế đã ban cho, con người có thể làm nên một chiếc ghế. Tôi chiếc tay của người ấy màu tím để chỉ hành động của sự sáng tạo, và chiếc ghế màu xanh để chỉ rằng nó là vật thể của sự sáng tạo. Một cô thanh nữ, vải, kéo, kim, chỉ, cô ấy sẽ dùng khả năng thiên phú và óc sáng tạo để làm nên một chiếc áo. Một lần nữa tôi tô cánh tay cùng bàn tay của cô ấy màu tím để chỉ hành động của sự sáng tạo, và chiếc áo màu xanh để chỉ kết quả của sự sáng tạo. Đấng Christ, từ sự không có mà tạo nên thế giới, cả vũ trụ. Chẳng có gì khác, chỉ bởi bụi đất mà Ngài đã dựng nên con người, tất cả con người. Nhưng liệu bác có thể hiểu được chăng? Sự sáng tạo không phải là một đề tài dễ hiểu. Tôi có cảm tưởng Kelly cần phải biết rằng Chúa Giê-xu đã tạo dựng nên vũ trụ, thế giới và tất cả con người trong đó, kể cả Kelly. Tôi nghĩ rằng nếu tôi khởi sự từ ban đầu, thì có lẽ bé sẽ thấy được mục tiêu mà tôi muốn đề cập với bé. Tôi không muốn vội vã. Nhiều khi có người sẽ cảm thấy khó chịu và không kiên nhẫn khi giải thích một sự việc cho bé, và hậu quả là Kelly bị lãng quên. Bé thì thật sự không muốn mắc mắc một điều gì. Tôi thì rất ưa thích họa những bức tranh của sự sáng tạo. Tôi hy vọng Kelly cũng sẽ thích thú nhìn những bức họa ấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là một việc vĩ đại. Họa một mẫu chuyện trong Thánh Kinh là việc, nhưng giải thích ý nghĩa chữ tội lỗi là một việc hoàn toàn khác. Tôi hy vọng bé sẽ tò mò vì những bức họa về một người đàn ông đánh cắp nhà băng và một cậu bé ăn trộm tường thẩu kẹo. Nhưng tôi đã không chắc liệu bé có thể hiểu được sự liên hệ ấy đối với bé chăng, chữ tội lỗi chẳng hạn. Tôi biết rằng bởi tội lỗi đã phân tách giữa con người và Thượng Đế, nhưng khi giải thích điều ấy cho một người trưởng thành cũng đã đủ khó rồi, huống chi là giải thích cho một em bé điếc. Vậy tôi cố gắng chỉ cho bé xem hậu quả của một cậu bé ăn trộm và hậu quả của người đánh cắp nhà băng. Tôi tô tội lỗi màu đỏ. Thánh Kinh nói rằng dầu tội ngươi đỏ như hồng điều. Và màu cam, màu của lửa chỉ sự hình phạt đời đời. Tôi muốn hỏi bé bằng hiệu ngữ thử bé có cảm thấy họ đáng bị hình phạt chăng. Nhưng câu hỏi ấy hiển nhiên đã có sự trả lời, mà sự trả lời không được rõ ràng vì tất cả chúng ta đều là lầm lạc trong tội lỗi. Nhưng làm thế nào tôi có thể chỉ cho bé thấy rằng tất cả con người đều từ chối món quà của Thượng Đế ấy là sự cứu rỗi. Tất cả đều có tội vì đã quay lưng lại với Chúa cứu thế Giê-xu là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa của họ. Và khi từ chối Ngài thì hiển nhiên là có tội. Tất cả nhân loại, mỗi người đều là tội nhân, và điều này đã đưa đến sự hình phạt đời đời. Thật Chúa Giê-xu đã đói thêm đến thế giới và con người trong đó. Tất cả đều là tội nhân và sự hình phạt đến với tất cả mọi người. Điều này đã làm cho Chúa đau lòng, và vì Ngài rất yêu thương nhân thế, nên Ngài đã bàn lòng chịu chết trên cây thập tự để cắt đi tội lỗi của nhân loại. Ngài mang tội lỗi ấy trên Ngài, kể cả sự hình phạt. Thật Ngài chịu chết vì chúng ta hết thảy, và sau đó Chúa đã sống lại để cứu chúng ta.
Tôi càng tiếp tục vẽ thì tôi càng suy nghĩ đến Kelly. Tôi thật sự chưa có lần nào suy nghĩ nhiều đến sự quan trọng của tình yêu tuyệt đối mà Chúa đã hy sinh cho con người như trong lúc này. Lúc mà tôi đang nhiệt tâm muốn chia sẻ tình yêu của Chúa đối với Kelly qua những quả phẩm vì Chúa đã chết cho tội lỗi của con người. Nên hãy ai bằng lòng tin Ngài thì tránh khỏi sự hình phạt đời đời vì họ là con cái của Ngài và ở trong tình yêu tuyệt đối của Chúa. Tôi cảm thấy lúc này tôi đã chiếm được đủ sự tin tưởng của bé để có thể chia sẻ với bé một cách chính xác những điều mà lòng tôi muốn nói. Tôi đang trông đợi bé đến gần để nhìn những bức họa này. Nhưng bé dường như không thích thú cho mấy. Thật là điều đáng buồn. Tất cả công lao của tôi biến thành mây gió. Anh sẽ giúp tiểu anh. Ồ, được. Có lẽ một lúc nào đó bé sẽ trở lại với những bức họa này. Tôi hy vọng. Nhưng Kelly không phải là một em bé duy nhất trong thế giới của tôi. Một điều mà tôi chưa chuẩn bị đó là mối liên hệ giữa tôi và bé trở nên đậm đà. Và điều này đã làm cho bé tùy thuộc nhiều nơi tôi. Bé trở nên ganh tị, bé đã tìm được tình yêu nơi tôi và không muốn chia sẻ tình yêu ấy với kẻ nào khác. Bé đã nếm biết tình yêu thương của Thượng Đế. Nhưng câu hỏi được đặt ra, liệu bé có thể học để chia sẻ tình yêu ấy với kẻ khác chăng? Thật là điều đáng tiếc vì bé không những đã từ chối những bức họa của tôi mà bé cũng từ chối tình yêu thương của Thượng Đế. Dù sao thì trong lúc này hơn bất cứ lúc nào khác, tôi cần phải chỉ cho Kelly thấy một sự thiếu sót lớn trong đời sống bé. Ấy là món quà cứu rỗi của tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi trở lại với những bức họa của mình. Tôi muốn chỉ cho bé những điều mà Chúa Giê-xu muốn ban cho bé. Nhưng làm thế nào tôi có thể vẽ được sự sống đời đời với Ngài? Không biết bé có thể hiểu được tình yêu vô đối mà Chúa dành cho bé khi mà thế giới của bé vẫn còn lộn xộn và vô định. Tôi sẽ vẽ thế nào Chúa đã đến với nhân loại cùng với món quà cứu rỗi? Bao nhiêu người đã từ chối Ngài? Tất cả nam, phụ, lão, áo. Nhưng làm thế nào tôi có thể diễn tả được sự hiện hữu vĩnh viễn của Ngài trong đời sống họ? Điều trước tiên, một số người đã bàn lòng mở lòng đón tiếp Chúa. Và Chúa đã cắt đi tội lỗi của họ, cắt đi án phạt đời đời và đến ngự trị trong đời sống họ, làm chủ đời sống họ, ban cho họ sự cứu rỗi, sự bình an, sự tự do và hướng dẫn cuộc đời của họ. Và Ngài sẽ ở cùng họ mãi mãi. Tôi bắt đầu nhận thức rằng cách tốt nhất để cho Kelly hiểu được tất cả ý nghĩa là nên đặt bé vào trong những họa phẩm của tôi. Có lẽ bé đã không biết rằng tôi đã thấy bé làm hư những họa phẩm ấy. Điều này sẽ chỉ cho bé thấy rằng bé đã để tội lỗi làm chủ đời sống bé. Và Thượng Đế đang làm việc nên Kelly cứ tiếp tục lui tới. Bé đã không chán nản câu chuyện nói về tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi biết rằng Thượng Đế yêu thương bé. Cho dù tôi có thất bại chăng nữa, nhưng không vì đó mà ngăn trở chương trình của Ngài. Và nay thì sự khó khăn của tôi đã tan biến. Bé dường như ưa thích những họa phẩm về thú vật hơn là những họa phẩm về sự cứu rỗi mà tôi đã bỏ nhiều công trình thực hiện. Và mỗi khi bé nhìn thấy bé như là một tội nhân thì bé phủ nhận ý kiến ấy, cũng như từ chối những họa phẩm, kể cả từ chối luôn tôi. Tối hôm ấy, trong giấc ngủ, Thượng Đế đã làm việc. Bé đã nằm mộng và tất cả những họa phẩm mà tôi đã vẽ đã trở nên có ý nghĩa.
mình phải trả cao cứu giùm nó. Ê, thôi chuồng bay ơi. Anh ơi, Kelli chết đuối. Cho tới lúc chúng tôi đến nhà thờ thì Kelli không còn sợ sệt nữa, chỉ hơi run một chút nhưng không có gì đáng phải chú ý, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé. Tôi hy vọng rằng tình yêu thương của tôi dành cho bé sẽ phản ảnh sự tị hiềm của Bush và đồng bọn nó, và biết đâu rằng tụi chúng sẽ là những nhân vật trong những quả phẩm của tôi, và biết đâu sự giải cứu của tôi sẽ diễn tả được hình ảnh của sự cứu rỗi. Tôi tin rằng Kelli có thể sẽ thấy được sự tương đồng giữa sự hy sinh mạng sống tôi cứu bé với sự hy sinh cứu nhân loại của Đấng Christ. Khi mà tôi chỉ cho bé thế nào Chúa đã gánh lấy tội lỗi con người trên Ngài thì dường như bé rất hiểu và thích thú. Bé đã nhận thấy bé trong bức họa và cảm biết tình yêu của tôi đối với sự sai lầm của bé, cũng giống như Chúa yêu thương thế gian và yêu thương chính bé. Bé đã nhận thức được tội lỗi đang ngự trị trong lòng bé, và ngay tức khắc bé cầm lấy bức họa về Chúa và dùng nó để cắt tội lỗi đi. Vâng, Kelli đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào trong tâm hồn bé. Kelli cũng giống như mỗi chúng ta cần sự thử thách, một loại thử thách có thể phân tách niềm tin và cảm giác. Liệu bé có niềm tin chăng? Liệu tình yêu mà bé đã tiếp nhận có đủ để chia sẻ chăng? Và hơn thế nữa, liệu bé có thể yêu mến những kẻ đã chọc bé về sự tàn tật của bé chăng? Ê, tao lấy được rồi. Chia đi, cái gì vội vã thế? Chuyện gì vậy? Đây là một dịp tiện tốt cho bé để trả đũa Bút. Mà bé có nên làm vậy không? Không cần phải nói, Bút đang cảm thấy ái ngại. Thay vì trả đũa thì Kelli chia sẻ những bức họa. Bé chia sẻ về đời sống mới tiếp nhận Chúa của bé. Tôi đoán rằng bạn cũng có thể nói rằng Anthony đang thấy một sự thay đổi lớn, Kelli đang tăng trưởng. Vài tuần lễ sau, Kelli lần đầu tiên vui chơi nơi bờ biển với bọn trẻ đồng trang lứa. Bé không còn cô đơn. Thượng Đế đã chỉ cho Kelli thấy rằng một phế nhân cũng có một giá trị, và chúng ta không cần phải cảm thấy đáng tiếc cho bé. Bé đã trở nên một người mới, và câu hỏi chúng ta được đặt ra ấy là: quý vị đã là người mới trong Đấng Christ chưa? Quý vị đã mời Ngài ngự trị trong tâm hồn mình chưa? Nếu chưa thì tại sao chưa? Hai vị giáo viên trường Chủ nhật của bé rất vui và hãnh diện về bé. Họ biết con người của bé thật đổi mới, đặc biệt là lúc bé chỉ cho họ xem thế nào Chúa đã cắt tội lỗi bé đi. Thượng Đế yêu thương mỗi chúng ta, bất luận trẻ già, khỏe mạnh hay tàn tật. Và đó là một bài học rất ý nghĩa mà chúng ta vừa học qua đời sống của một em bé mang tên Kelli.